大家好，我是邓莲，chào mọi người, mình là Đặng Liên. Hôm nay mọi người cũng biết là dạo này mình hơi bận nên là mình có nhiều video hay lắm nhưng mà mình không thể nào làm sắp cho mọi người. Với lại cái video này ấy, mình tìm được cái video là mình muốn rất là muốn sắp cho mọi người, tại vì có nhiều người là fan mới, với lại nhiều người muốn biết câu chuyện là tại sao mà Viễn Ca với Khôi Khôi gặp nhau này, xong rồi tại sao lại yêu nhau như thế nào, quá trình như thế nào. Mình có tìm được một video ở trên Bilibili, có là Viễn Ca kể lại đó. Nhưng mà nếu mà sắp ấy thì mình nghĩ là hơi khó, tại vì nó dài với lại nó khá là nhiều á, nên là rất là mệt. Với lại dạo này mình cũng không có thời gian nữa nên là mình nghĩ đến một cách khác để sắp cho mọi người, chính là mình nghe sau đó mình sẽ thuật lại đại khái, không hẳn là đại khái nhưng mà nói chung là sẽ thuật lại cho mọi người nói luôn á, đỡ phải đánh máy. Như thế này thì nó có thể là nhanh hơn và nó sẽ hợp lý hơn. Nhưng mà xin lỗi mọi người, mình xin nói trước một chút là giọng của mình bắt đầu vào ghi âm á, quay lại á, xong rồi ghi âm lại xong bật lên nghe thì nó hơi bị hên, nó hơi bị lạ, nó nghe chối tai lắm, nên là mọi người nghe thử xem như thế nào, nếu mà mọi người chấp nhận được ok thì mọi người nghe tiếp nhá, còn nếu không nghe được thì không một cách nào khác. Sorry. À, thử nhá. Hôm đó là Viễn Ca thi không tốt nên tâm trạng không được tốt cho lắm. Sau đó thì được bạn bè rủ đi quán bar uống rượu để tiêu sầu. Thì ok thì Viễn Ca cũng đi quán bar uống một chút rượu để tiêu sầu như vậy. Và đúng vào cái hôm đấy thì Khôi Khôi là ở đó hát màn mở đầu luôn á. Sau đó thì đúng lúc Viễn Ca nhớ rất là rõ ràng là lúc vào quán bar đấy là tầm 9:30 và cũng là bắt đầu Khôi Khôi bắt đầu lên sân khấu để hát mở màn đó. Thì vừa đi vào quán bar một phát là đã nhìn thấy Khôi Khôi rồi. Nhưng mà có lẽ là Khôi Khôi không nhìn thấy Viễn Ca, nhưng mà Viễn Ca cảm giác là Khôi Khôi có liếc và nhìn Viễn Ca một cái. Lúc đó thì Viễn Ca cảm thấy sao cậu bé này thật là đáng yêu. Và lúc đó thì chỉ cảm giác là đáng yêu, thật là đáng yêu thôi chứ cũng không có ý định gì khác. Sau đấy thì cùng với bạn bè, cùng với bạn của Viễn Ca đi vào chỗ ngồi, ngồi xuống, vừa ngồi xuống phát thì nghe thấy giọng Khôi Khôi cất giọng lên. Thì Viễn Ca, wow, cậu bé này, kìa, wow, cậu bé này hát thật là hay, chính là như thế. 就这个声音我爱了。 Chính là cái giọng hát này, giọng hát này mình yêu chắc rồi, kiểu này. 对，就他一唱歌，我就感觉这个声，这个气质跟他就是那时候在台上气质完全不一样。然后我就感觉不行，我必须得要了他的联系方式。然后我就问我旁边那个小姐姐要了灰灰的方式，灰灰的微信，因为那小姐姐经常来这个酒吧，然后她呢正好也知道灰灰这个人，然后正好也跟灰加了微信，然后她就把灰灰微信推给我了，然后我就。 我就顺其自然的去加了，对，然后加了之后呢，就第一。
Lúc đó thì Viên ca cảm giác là wow, cái giọng hát này mình yêu chắc rồi kiểu đấy. Xong rồi là sau đấy thì Viên ca tìm cách để liên lạc với Coco, thì có hỏi một chị ngồi ở đấy, là tìm hỏi chị đó. Chị đó thì thường hay đến quán bar, thì cũng vừa đúng lúc thì chị đấy cũng thân khá thân với Khôi Khôi, thế là có kết bạn với Khôi Khôi, thế là nhờ sẽ là được chị ấy kiểu giới thiệu bạn bè cho, giới thiệu cái bạn cho Weibo Trung Quốc, Trung Quốc là Weibo, Weixin, Weixin là tin nhắn nhá, Weibo là kiểu như mạng xã hội của Trung Quốc, thì chắc chắc là ai không biết được Weibo, Weixin đâu. Nói chuyện sau đó là mất rất là nhiều công sức để mời Khôi Khôi ra kiểu cùng ăn cơm, hay là cái bạn kiểu đó đó. Đoạn này thì Khôi Khôi đang đoạn này thì Viễn ca đang hỏi mọi người là muốn kiểu kể chi tiết hay là muốn kể đại khái thôi. 讲的粗略点，就那天晚上就约出来吃饭了之后，我要讲的细吗？我给你们讲粗讲，讲细点还讲粗点？ 细一点，因为很多新粉丝，我知道今天有很多新粉丝，因为老粉听了很多遍了。就那天就是。 Nguyên ca bảo là ai cũng muốn kiểu kể chi tiết á, chắc là có nhiều fan muốn Nguyên ca kể chi tiết. Nguyên ca nói là chắc là có nhiều fan mới nên là cũng rất là kể chi tiết, còn fan cũ thì nghe rất là nhiều lần rồi. 我要回微信，微信之后那天是晚上直接就加了，加了之后，然后灰灰就直接就同意了。 Đấy thì Vinh ca sau khi gửi kiểu gửi lời mời cái bạn cho Khôi thì tối về Khôi Khôi đồng ý luôn rồi. 就那天刚回去，因为我没喝多久，我就从9点半喝到了10点钟，然后正好灰灰那时候不是也正好就是唱完了嘛，他也准备就是他属于那种一唱完就走那种。 Hôm đó thì Vinh ca uống từ 9 rưỡi đến tầm 10 giờ là đi về rồi. Và thì lúc đó thì tầm đó thì Khôi Khôi cũng về rồi. Khôi là thuộc kiểu là hát xong là đi về luôn, chứ không kiểu lân la kiểu đấy. Và 然后我当时就跟上去了，我就跟在走到灰灰的前面，我想着就说，出门那一刻灰灰能不能看到我，这样就当时抱了这么一个小心思，然后。sau đó cái lúc ra về thì Viễn ca cố tình đi qua trước mặt Khôi để xem có thể nào mà Khôi Khôi có thể nhìn thấy mình hay không, kiểu kiểu đấy, kiểu gây sự chú ý á. 然后呢，灰灰就没有看到我啊。他说他后来，我据后来所知，灰灰没有看到我。然后那天晚上回去之后，我就加了灰灰的这个微信。Nhưng mà thật ra là Khôi Khôi không nhìn thấy Viễn ca, Khôi nói vậy. Khôi bảo không nhìn thấy Viễn ca. Sau đó thì khi về nhà thì Viễn ca đã thêm bạn thêm WeChat của Khôi. 就加完之后，也就是他就问我，哎，他说你是怎么加到微信？我说我今天在酒吧看到你了。我说你觉得你唱歌很好听。Sau đấy Khôi nói là Khôi hỏi Viễn ca là tại sao biết được WeChat của làm sao mà thêm thêm được WeChat của Khôi, thì Viễn ca bảo là hôm nay gặp cùng Khôi ở quán bar, cảm thấy Khôi hát rất là hay nên là muốn kết bạn. Hắn nói, ồ, thế样子. Hắn nói, 我说下次约你出来吃个饭吧。Không, Khôi bảo hóa ra là thế à. Xong Viễn ca bảo là lần sau mời bạn đi ăn được không? 我当我说出这句话的时候，我当时整个人就是那种有点愣，他没有也没有回应，他说他也就是两个人就反正就随便聊了几句，然后就。Viễn ca nói xong câu đấy thì kiểu Khôi Khôi cũng không trả lời vào vấn đề chính nhá, thì hai bên chỉ nói qua nói lại vài câu, sau đó là tùy tiện nói chúc ngủ ngon xong đi ngủ.
不到晚上呢。然后第二天中午起来，我又问他说，我说要不要今天中午一起出来吃个饭？今天中午一起出来吃个饭。Sau đấy đến ngày hôm sau, trung ngủ, à, sau đó là đến buổi trưa thì Viễn Ca lại nhắn tin cho Khôi Khôi bảo hay là anh mời em đi ăn trưa nha, kiểu đó. Xong Khôi trả lời là không được, buổi trưa em phải đi ăn cơm cùng bạn của em rồi. Xong đến xong Viễn Ca lại hẹn vào buổi tối. Nhưng mà Khôi vẫn từ chối, Khôi nói là buổi tối bận ăn cùng đại khái là ăn cùng một nhóm bạn. Rồi. Rồi 就是当时我就已经很心灰意冷了，然后算了算了，反正晚饭也不吃了，然后我就去健身了。Sau đấy thì Viễn Ca kiểu cũng hơi thất vọng kiểu là tâm lạnh ý nhạt kiểu đó á. Nói chung sau đó thì Viễn Ca cũng hơi thất vọng một chút, sau đó là cũng không muốn ăn tối gì luôn, sau đó là đi tập gym luôn. 然后健身完之后呢，就莫名有股冲动，然后我又问他，我说你要不要出来吃个夜宵？ Nhưng mà tập gym xong thì lại rất là kiểu sung à, rất là muốn nhắn tin cho Khôi kiểu à, nhắn tin thử xem nào. Thế là nhắn tin cho Khôi hỏi hỏi xem là hay là chúng ta đi ra ngoài ăn ăn đêm nha. Rồi anh ấy liền trả lời là "好啊". Rồi đó tôi đã chấn kinh rồi. Ở đấy là Khôi trả lời luôn là à, được thôi kiểu đấy. Xong rồi đấy là Viễn Ca kiểu wow, bất ngờ luôn, bất ngờ. Chân chinh tao là chứ kiểu bất ngờ kiểu à, đơ luôn á. Tôi cứ nói, "Na, chúng ta sẽ vào buổi 9 giờ, chúng ta đi đến cái cái đó có cái đèn đỏ, cái đèn đỏ mà." Tôi nói, "Tôi sẽ ở đây đợi bạn." Anh ấy nói, "Được." Kết quả tao, tức là buổi 9 giờ, tôi đến cái đèn đỏ thì lúc đó thì 发现没有人啊，没有人。然后我就打电话，我等了十分钟，我打电话问他，我说。Sau đó thì Viễn Ca hẹn Khôi ở một ở hình như là ở gần trường của Khôi á. 9 giờ hẹn vào 9 giờ nhưng mà sau đó thì Viễn Ca đến lúc 9 giờ nhưng mà không có ai cả. Sau đó Viễn Ca đợi tầm 10 phút sau đó vẫn không thấy ai thì đã nhắn gọi điện cho Khôi hỏi là em đến đâu rồi như thế. Thì Khôi bảo là 哎，我说你到哪了呀？然后灰灰就跟我说，那个我，他说自行车坏了，他说那个路边一辆车都开不出来，他说走路过来了。我，灰nói là xe đạp của em bị hỏng rồi, em ấy không, em ấy phải đi bộ qua đấy. 走过来多久？他可能就20多分钟。Mà đi bộ qua thì phải mất tầm 20 phút。我说算了，你打车过来吧。然后灰灰说不行。Viễn Ca bảo là hay là em gọi xe qua đây đi thì Khôi nói là không, không được. Ta không đánh xe. Tôi đương thời chỉ thấy có thể à, có thể tôi bảo anh ấy rất trực, anh ấy nói. Viễn Ca cũng không biết tại sao nhưng mà Khôi nói luôn không, không muốn gọi xe. Đánh xe à, cứ phải đi qua đây, rồi xin mời xin mời, tôi ở trong cái sơ sơ cái hàn phong trung, không phải cùng một trường. Đợi là Khôi cũng gần như vậy, đợi là. 等了有个等到9:40吧我才看。Sau đấy thì Viễn Ca phải đứng đợi Khôi đợi đến tầm khoảng tầm 9:40. 就是马路对面走过来一个裹着长长的那种黑色羽绒服啊。Sau đó thì 9:40 thì mới thấy một người mặc một bộ đồ đen này. Đấy, xong rồi cổ thì thụt như thế này, xong rồi đi qua, xong rồi rất là đáng yêu. Kiểu là như thế này đáng yêu nhưng mà mặt kiểu hơi lạnh lạnh nhá. Không có cảm xúc gì á, xong rồi Viễn Ca nghĩ bảo là cái người này hay là có kiểu có một cái nhìn gì không tốt về mình hay không kiểu đó. Chứ, có thể là, có phải là đối với tôi có ý kiến hay là như thế nào, phát hiện là
就甚至我有点那种 gay 里 gay 气，kiểu là hay là mình kiểu toát ra một chút kiểu gay 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 gì đó thì không thích hay chăng ý Viễn Cang nghĩ như thế. Sau đấy thì Viễn Cang kiểu chào hỏi trước, nói hi, sau đấy thì Ở đấy thì trời lạnh, Viễn Ca hỏi Khôi là trời lạnh như thế này hay là em có muốn đi em muốn đi ăn cái gì? Đó. Mình dịch tạm này nha, nếu mà mọi người thấy ổn thì mình dịch tiếp, còn bây giờ là tầm 5 phút mình dịch tiếp. Video này thì tầm 25 phút cơ mà mình dịch tầm 5 phút như này, mọi người thấy ổn không, hay là mình mọi người đóng góp ý kiến đi, mình có thể dịch tóm tắt lại hay là mình vẫn dịch chi tiết. Nói chung là mọi người cho mình ý kiến xem có ok không, nếu mà ok thì mình dịch tiếp, còn không ok thì thôi nha. Kiểu đợi bao giờ mình, nếu mà mình có thời gian thì mình sẽ cố gắng sắp, nhưng mà thật sự là hơi khổ, hơi khó. Thôi mọi người đóng góp ý kiến xem thấy như thế nào thì Hào, xin chào tất cả, nhìn mà khai xa, xin bù xin. 如果可以的话，我会继续这样做，好吗？ 好了，再见，拜拜，再见。跟辉怎么认识的？就是我考，因为考试考得很差，然后心情很糟糕啊，特别糟糕，然后就被我一个朋友拉去酒吧，劲吧，劲吧，他说叫我陪他们去喝一点小酌一点，然后就。 就可能心情会好一点，然后那时候呢正好就是灰灰那时候在台上驻唱，然后我那时候是真的就是一进门，灰灰那时候我记得很清楚，灰灰那时候9点半第一场驻唱，然后我那时候9点半刚刚好进门，他刚好上台，然后就对上我就看到灰灰，灰灰可能也没有看到我，但我那时候记得他好像瞄了我一眼，就对上眼了，我觉得这个小男孩好可爱，当时只有这个想法，就觉得他。 很可爱，但是呢没有其他想法，没有说怎么样。然后，当时就跟我朋友去那个座位上的时候，他一开口，我操！我当时心想，我操！就这个声音我爱了。<笑>对，就他一唱歌，我就感觉这个气质跟他就是那时候在台上的气质完全不一样。然后我就感觉不行，我必须得要了他的联系方式。然后我就问我旁边那个小姐姐要了灰灰的方式，灰灰的联系微信。 因为那小姐姐经常来这个酒吧，然后她呢正好也知道灰灰这个人，然后正好也跟灰灰加了微信，然后她就把灰灰微信推给我了，然后我就顺其自然的去加了，对，然后呢加了之后呢就第一就花费了挺大力气约灰灰出来吃了第一顿饭，然后那天晚上就是我们不是那个我要怎么讲呢，我要讲的细，不讲的粗略点，就那天晚上就约出来吃饭了之后。 我要讲的戏吗？我感觉讲粗讲细一点，还讲粗点，讲细一点，因为很多新粉丝，我知道今天有很多新粉丝，因为老粉听了很多遍了。就那天，就是我要了灰灰信，微信之后，那天是晚上直接就加了，加了之后，然后灰灰就直接就同意了。<笑> 就那天刚回去，因为我没喝多久，我就从9点半喝到了10点钟，然后正好灰灰那时候不是也正好就是唱完了嘛，他也准备就是他属于那种一唱完就走的那种，然后我当时就跟上去了，我就跟在走到灰灰的前面，我想着就说出门那一刻灰灰能不能看到我，就这样就当时抱了这么一个小心思，然后。
然后呢，灰灰就没有看到我啊。他说他后来，我据后来所知，灰灰没有看到我。然后那天晚上回去之后，我就加了灰灰的那个微信，就加完之后也就他就问我，哎，他说你是怎么加到微信？我说我今天在酒吧看到你了。我说你觉得你唱歌很好听。他说哦这样子。他说，我说下次约你出来吃个饭吧。我当我说出这句话的时候，我当时整个人就是那种。有点愣，他没有也没有回应，他说他也没就是两个人就反正就随便聊了几句，然后就互道晚安了。然后第二天中午起来，我又问他说，我说要不要今天中午一起出来吃个饭？然后他就说，不行，我中午已经跟我室友出去吃饭了。然后我晚上然后再约了他，他说不行，我晚上有社团活动，然后我要跟社团人一起吃饭了。然后呢？就是当时我就已经很心灰意冷了，然后算了，反正晚饭也不吃了，然后我就去健身了。然后健身完之后呢，就莫名有股冲动，然后我又问他，我说你要不要出来吃个夜宵？然后他直接就秒回好啊。然后当时我就震惊到了，然后我就说那我们那就晚上9点钟，我们去那个就最大的那条街上，那里不是有个红绿灯是大十字路口吗？我说我就在那等你吧。他说行。结果到就是晚上9点钟，我到那个十字路口的时候呢，发现没有人啊，没有人。然后我就我等了10分钟，我打电话问他，我说，哎，我说你到哪了呀？然后灰灰就跟我说，那个我，他说自行车坏了，他说那个路边一辆车都开不出来，他说走路过来了。我说你走过来了多久？他可能就20多分钟。我说算了，你说你打车过来吧。然后灰灰说不行，他不打车。我当时就觉得可能啊，就可能我也不知道，他就很直，他说就不打车啊，就要走过来。然后我说行吧，我就在那个瑟瑟的寒风中啊，不是同个学校的，等了会不会差不多等到9:40吧，我才看到就是马路对面走过来一个裹着长的那种黑色羽绒服啊走过来啊，一个很可爱，就露个可爱头，他当时就这样走过来的，当时灰灰就这样走过来的，板着脸就走过来了。我当时就说是觉得，哎，这个人是不是对我很不满意啊？就是可能是不是对我有意见啊？怎么样？就是发现就是不是我有点那种 gay 里 gay 气的啊？怎么样啊？我就当时担心这个。后来呢，就是我一跟他打了招呼，我说嗨啊，我就搂上去了，然后我就发现他笑了。他就问我说你等了是不是很久？我说还好，等了半个多小时。然后当时我就发现他是个特别可爱的那种孩子。然后我就那时候就问他，我说咱们俩这么冷的天，咱们俩一起吃点什么吧。然后他说不知道。然后我就带他去那个学校旁边不是有一条吃饭的地方吗？我就带他逛逛逛。结果呢，灰灰就逛到一个就是串串火锅串串店。